Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm dây chuyền vàng nam công tử. Dây chuyền vàng nam công tử được thiết kế với kiểu dáng rất độc đáo và mới lạ. Các họa tiết được chế tác tạo nên cá tính riêng cho người dùng. Sản phẩm hợp thời trang, thích hợp với nhiều kiểu trang phục. Dây chuyền vàng nam công tử khiến người dùng càng thêm vẻ nam tính, cuốn hút, là món quà tuyệt vời dành tặng người thân yêu vào những dịp ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.